Mời các bạn nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện chấp 1664 đến chấp 1667, chương 2025 đến 2029. Nhạc Dương tử lấy trong tay áo ra một trang giấy, ném ra phía trước. Phù chỉ sáng lên, từng danh tự xuất hiện trên không trung. Mười cái tên này vừa hay trùng khớp với tên của chín người nắm giữ hạt giống thái hư, chỉ có một người là tư vô nhai thì không ai biết. Nhạc Dương tử hừ lạnh một tiếng. Đám tặc nhân này chiếm giữ hạt giống thái hư, lại dùng đủ loại thủ đoạn ngụy trang để trộn lẫn vào đây. Bọn hắn muốn trở thành điện thủ, tiến vào nội hạch thiên khải chi trụ lĩnh ngộ đại đạo, trở thành trí tôn, dựa vào đó mà lật đổ thống trị của thập điện. Đám người hít sâu một hơi, kinh ngạc trước cách nói của nhạc dương tử. Ngay cả ba vị đại đế cũng phải nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Nhạc dương tử lại nói, thập đại đệ tử Ma Thiên Các đều là người nắm giữ hạt giống thái hư. Thất đệ tử Tư Vô Nhai chính là đương kim điện thủ của đồ duy điện, thất sinh. Vân trung vực yên tĩnh trở lại. Vốn cho rằng điện thủ chi tranh hôm nay sẽ rất náo nhiệt, không ngờ lại phát sinh tình huống này. Đám người đưa mắt nhìn về phía điện thủ Thất Sinh. Ba vị đại đế giữ im lặng không tùy tiện lên tiếng. Hoa Chính Hồng dường như đã câu thông với Nhạc Dương Tử từ trước nên biết rõ sự tình, bèn nhìn về phía Thất Sinh hỏi, "Điện thủ Thất Sinh, ngươi không có gì muốn giải thích sao?" Thất Sinh chậm rãi đứng lên, nhìn Nhạc Dương Tử nói, "Cho đến bây giờ đều là lời nói từ một phía của ngươi mà thôi." Thất Sinh cười ha hả, trong thiên hạ này có ai mà chẳng biết người nắm giữ hạt giống thái hư. Hắn học theo Nhạc Dương Tử, viết ra 10 danh tự trong không trung, từng danh tự phát sáng rực rỡ khiến người ta rất khó nhìn thấy rõ ràng, sau đó hỏi, làm vậy khó lắm hả? Đám người lại cất tiếng nghị luận. Điện thủ Thất Sinh nói rất có lý nha, danh tự này ai chả viết được. Nhạc Dương Tử trừng mắt, ngươi. Thất Sinh nói tiếp, hơn nữa hung thủ sát hại Nhạc Kỳ ai cũng biết. 200 năm trước Nhạc Kỳ tạ thế, Thời điểm đó Cửu Liên chỉ có Trần Phu là đại thánh nhân. Huống hồ gì thánh điện có thần khí cán cân công chính cảm ứng được lực lượng, thời điểm đó mấy người chúng ta đều rất yếu ớt, làm sao có thể giết được Nhạc Kỳ, dựa vào miệng chửi chết hắn sao? Đám người cười vang. Nhạc Dương Tử bị cơn giận thiêu đốt, xoay người lại phất tay nói, ngươi ra đây. Sau lưng hắn, một người với dáng vẻ rụt rè sợ hãi bị cương khí kéo tới. Nhạc Dương Tử tự tin nói, người này đến từ Kim Liên giới mấy trăm năm trước là thủ hạ dưới tay U Minh Giáo, tên là Vu Hồng. Vu Hồng hiểu rất rõ về Ma Thiên Các, cũng nhận ra thập đại đệ tử. Hắn có thể chứng minh đám người nắm giữ hạt giống Thái Hư đều là người của cùng một môn phái. Thất sinh cười nói, tùy tiện tìm một người từ kim liên giới đến, dùng giọng điệu uy hiếp bức hắn đi vào khuôn khổ, chuyện này khó lắm sao. Nhạc dương tử nhướng mày, người này đúng là khó chơi. Ba vị đại đế bệ hạ, các vị thử suy nghĩ một chút, thất sinh trợ giúp các vị có được người nắm giữ hạt giống thái hư, vì sao hắn lại biết rõ đám người này. Tại Kim Liên Giới, ai ai cũng biết Tư Vô Nhai là người quỷ kế đa đoan, giỏi về tâm kế, giả hoạt vô cùng. Vì sao hắn lại hiểu rõ chín người kia như vậy? Hiện tại tên hắn là thất sinh. Trong nhà xếp hàng thứ bảy, tên chỉ có một chữ sinh, vừa hay đối ứng với lão thất ma thiên các, xem như được trọng sinh lần nữa. Xích đế, bạch đế và thanh đế hồi tưởng lại chuyện lúc trước, đúng là cũng thấy nghi hoặc vua hồng ngươi nói đi hắn có phải là tư vô nhai hay không nhạc dương tử hỏi vua hồng nhìn về phía thất sinh vừa định mở miệng thì xích đế đã trầm giọng nói nói cho đúng sự thật nếu có nửa câu giả dối bản đế quyết không khoan dung vua hồng khẽ run rẩy nhìn thất sinh một lát rồi nói hắn đeo mặt nạ nhìn không ra hoa chính hồng lên tiếng từ khi vào thái hư thất sinh chưa từng để lộ bộ mặt thật ngươi không biết cũng là bình thường nếu biết mới chứng tỏ ngươi nói dối nhạc dương tử gật đầu nói hoa trí tôn minh giám vu hồng ngươi nhìn người bên cạnh thanh đế bệ hạ xem đối phương có phải là đệ tử ma thiên các hay không vu hồng quay đầu ánh mắt nhìn về phía ngu thượng nhung khi nhìn đến giáo chủ đang ngạo nghễ đứng bên cạnh thanh đế thân thể hắn run lên giáo chủ vẫn hệt như thế cùng nam nhân đỉnh thiên lập địa thể phải san bằng thiên hạ đại viêm năm xưa từ hai hợp một đầu óc vu hồng trống rỗng nếu nói ra hắn là kẻ bất trung bất nghĩa phản bội giáo chủ nếu nói không phải, hậu quả sẽ khó mà lường được. Vu Hồng căn bản không biết nhạc dương tử là ai, hắn cũng chẳng biết vì lý do gì mà mình bị bắt tới đây. Làm sao bây giờ? Vu Hồng không đáp, nhưng đúng lúc này Vu Chính Hải lại mở miệng nói, ta đúng là giáo chủ U Minh Giáo, Vu Chính Hải. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, đám người sôi trào. Chẳng lẽ lời nhạc dương tử suy đoán đều là thật, đám người kinh ngạc đến tột cùng. Vu Hồng hoàn toàn không ngờ Vu Chính Hải lại trực tiếp thừa nhận, lập tức run rẩy quỳ xuống. Vu Chính Hải lại nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, thái hư chiêu nạp hiền tài nghĩa sĩ, chẳng lẽ ta đến từ kim liên giới, đến từ u minh giáo thì không được gia nhập. Lại là một mảnh nghị luận. Lời này nói rất đúng, đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là nhạc dương tử nói bọn hắn có âm mưu thôi. Nhạc dương tử nói, vừa rồi Hoa Chí Tôn nói điện thủ thất sinh từ khi vào thái hư đến nay chưa từng để lộ bộ mặt thật. Vậy thì dễ rồi. Hắn vỗ tay một tiếng, Đạo Đồng sau lưng bước ra, tay nâng một bức họa đi tới. Đây là chân dung Tư Vô Nhai do ta sai người họa lại. Mọi người đều chưa từng thấy bộ dáng của điện thủ thất sinh, bức vẽ này vừa hay có thể chứng minh thân phận hắn. Nhà đạo thánh nói có lý, chưa từng có ai thấy được gương mặt của điện thủ thất sinh, bức chân dung này không thể tự dưng mà có được. Đám người gật gù. Soạt, Nhạc Dương Tử ném họa quyển lên không trung, họa quyển xoay tròn mở ra từ phía. Trên bức họa một thư sinh với dáng vẻ ung dung bình tĩnh, tự tin mà nho nhã xuất hiện. Mấy người Vu Chính Hải vừa nhìn đã nhận ra Tư Vô Nhai. Nhạc Dương Tử nói với thất sinh, điện thủ thất sinh có dám mở mặt nạ ra không? Mọi người đồng loạt nhìn về phía thất sinh, trước tiên phải xác nhận thân phận mới có thể thảo luận vấn đề kế tiếp được. Hoa Chính Hồng cũng nói, điện thủ thất sinh, nếu ngươi thật sự là thất đệ tử Tư Vô Nhai của Ma Thiên Các, ngươi có thừa nhận mình đã dùng mặt nạ để che giấu thân phận, cùng các đồng môn kết phường diễn một màn bị bắt vào thái hư không? Có người nói, trước cứ tháo mặt nạ ra đã. Đúng, chỉ có người làm việc xấu mới không dám dùng gương mặt thật để gặp người. Đám người náo nhiệt hẳn lên. Còn phải đề phòng hắn dùng thuật dịch dung. Hoa Chính Hồng nói, yên tâm, không ai có thể thi triển chứng nhãn pháp trước mặt bản trí tôn. Điện thủ thất sinh, mời. Nhạc Dương Tử lộ vẻ tươi cười đắc ý. Biểu hiện của Hoa Chí Tôn chứng tỏ Thánh Điện đã bắt đầu hoài nghi thất sinh quan hệ giữa Bạch Đế và Thất Sinh rất tốt, Bạch Đế rất muốn thay hắn giải vây, nhưng nơi này là Thái hư, lại có hai vị đại đế khác đang ở đây nên Bạch Đế đành nhịn xuống, đợi khi cần thiết lại ra tay cũng không muộn. Được thôi." Thất Sinh cao giọng hồi đáp, nhìn quanh tứ phương. "Nếu các ngươi đã muốn nhìn mặt ta, vậy ta thành toàn cho các ngươi." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Sở dĩ ta không muốn dùng mặt thật gặp người là vì, hầy, ta quá anh tuấn tiêu sái, đẹp trai đến độ không chỗ dung thân." thật sự không muốn bị các nữ hài tử khác đến quấy nhiễu thất sinh nhấc tay mặt nạ từ từ trượt xuống hắn mỉm cười nhìn về phía đám người khi nhìn thấy gương mặt thất sinh nhạc dương tử không khỏi nhướng mày chuyện này không có khả năng trong mắt vu chính hải lóe lên tia kinh ngạc sao lại là giang ái kiếm ngàn tính vạn tính cũng không tính tới người này là giang ái kiếm ban đầu ở trọng minh sơn giang ái kiếm vì cứu tư vô nhai mà chết tư vô nhai cũng vì cứu giang ái kiếm mà chết Đảo mắt đã 200 năm trôi qua, Giang Ái Kiếm lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện trước mặt mọi người. Vậy thì, Tư Vô Nhai đang ở đâu? Có thể khẳng định là phương pháp phục sinh của Tư Vô Nhai có tác dụng. Nếu Giang Ái Kiếm sống lại, vậy có phải Tư Vô Nhai cũng có hy vọng không? Vừa nghĩ đến đây, trái tim Vu Chính Hải đã run lên, trong mắt toát ra vẻ kích động. Nhưng hắn biết rõ trong tình huống này cần phải giả vờ như chuyện gì cũng không biết, tỏ ra không quen người này. Mà các đệ tử Ma Thiên các khác cũng không hẹn mà gặp đều làm như không thấy người này không hề giống nha nhạc dương tử bức vẽ này của ngươi có bị nhầm không chẳng giống tí nào ngươi chắc chắn người này là tư vô nhai mà ngươi nói chỉ cần mắt không mù đều có thể nhận ra thất sinh không phải là người trong bức họa nhạc dương tử không khỏi kinh ngạc bạch đế thanh đế và xích đế đều có thể xác nhận đối phương không hề sử dụng thuật dịch dung trong mắt bạch đế lóe lên một tia kinh ngạc sau đó lại trở nên bình tĩnh cao giọng nói Nhạc Dương Tử, điện thủ thất sinh không phải là người trong bức họa, ngươi định giải thích như thế nào? Đại đế đã mở miệng, đương nhiên việc này là thật. Đám người lập tức nhìn Nhạc Dương Tử, chờ nghe câu trả lời của hắn. Thất sinh cười nói, đó là đương nhiên. Phong thái của người trong bức họa kém xa bản điện thủ, sao có thể giống nhau được? Nhạc Dương Tử, hoa chính hồng ngây ngốc. Lời này đúng là khiến người ta buồn nôn. Tự biên tự diễn còn có thể lý giải, nhưng đó có thể là lý do để ngươi đeo mặt nạ sao hoa chính hồng cao mày nghi hoặc nhìn thất sinh không rõ đang suy nghĩ cái gì nhưng không giống chính là không giống sự thật thắng hùng biện nhạc dương tử rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nhạc dương tử ấp úng có chút không dám tin mà lui về sau một bước sau đó lớn tiếng nói cho dù hắn không phải là tư vô nhai nhưng lời ta nói đều là thật bọn hắn đến thái hư là có đại âm mưu thất sinh mỉm cười đại âm mưu gì thế nói nghe xem nào các ngươi muốn tiến vào nội hạch thiên khải chi trụ để lĩnh ngộ đại đạo, thành tựu trí tôn, từ đó đối kháng thập điện. Nhạc Dương Tử hừ lạnh một tiếng, ngự thú sư nhạc kỳ chính là bị ma thiên các các ngươi giết chết. Thất sinh giang tay ra, khẽ nhún vai nhìn mọi người, chư vị, hôm nay các ngươi tới tham gia điện thủ chi tranh chẳng lẽ không phải vì muốn được tiến vào nội hạch thiên khải chi trụ. Đám người nghị luận. Đương nhiên nha, có đồ đần nào không muốn trở thành trí tôn chứ. Tranh đoạt chức điện thủ là để tiến vào nội hạch thiên khải chi trụ, ta không phải kẻ dối trá đến mức không dám thừa nhận. Đám người ngươi một câu, ta một câu nói ra ý kiến của mình. Thất sinh đứng thẳng người lên, hỏi nhạc dương tử, chẳng lẽ tất cả mọi người đều có đại âm mưu. Nhạc dương tử tròn mắt. Hắn không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Hơn nữa, ta không phải người ma thiên các, sao lại bảo ta giết nhạc kỳ? Thất sinh lại hỏi. Nhạc dương tử sừng sốt một chút, xoay người chỉ về phía vu chính hải. Hắn là đại đệ tử vu chính hải, trong lòng hắn hiểu rõ vui chính hải cao giọng hồi đáp ngươi sai rồi cái chết của nhạc kỳ không có liên quan gì đến ta ngươi nói không liên quan thì không liên quan sao thất sinh bỗng lắc đầu nói ta hoài nghi ngươi không có lỗ đuýt. nhạc dương tử sững sờ ngươi mắng ta chẳng lẽ không phải ta nói ngươi không có chính là không có thất sinh đáp toàn trường cười vang hay cho một câu lấy đạo của người trả lại cho người nói chuyện không có chứng cứ còn đòi tranh luận cái miệng gì thất sinh cao giọng nói Ngươi nói có âm mưu thì phải có âm mưu, vậy còn cần thập điện để làm gì? Cần thánh điện để làm gì? Thất sinh ta tận tâm tận lực vì thái hư, cho đến nay có làm việc gì có lỗi với thái hư không? Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì năm đó khi điện chủ đến vô tận hải gặp bạch đế bệ hạ, muốn chiêu hiền nạp sĩ, ta thả rằng ở lại vùng đất thất lạc còn hơn đến thái hư mặc cho ngươi vũ nhục. Nơi xa, bạch đế đáp lời, thất sinh, nếu ngươi nguyện ý trở về, cánh cửa của chúng ta luôn mở rộng chào đón ngươi. Nhạc Dương Tử tròn mắt. Mấy lời này rất có phân lượng. Các tu hành giả và thập điện lập tức cảm thấy Nhạc Dương Tử là tên tiểu nhân gian trá. Như thế vẫn chưa đủ, thất sinh lại nói, ngươi là điện thủ lâm thời của ngự thú điện, khi Nhạc Kỳ rời khỏi thái hư, chẳng lẽ ngươi lại không biết. Theo ta biết thì chính hắn đã tự ý dẫn trọng minh điểu của thánh nữ rời đi. Lam Hy Hòa cũng lên tiếng, trọng minh điểu xác thực đã đi cùng Nhạc Kỳ đến trọng minh sơn, sự tình này đã được điều tra rõ ràng, cả hai đều chết trong tay hỏa thần lang quang. Trọng Minh Sơn bị chân hỏa thiêu đốt, điểm này Thánh Điện đã biết. Đến Lam Hy Hòa cũng hỗ trợ làm chứng, nhạc dương tử ngươi chẳng phải là ngậm máu phun người. Hiện tại nhạc dương tử có miệng mà không thể bào chữa, nghẹn đến khó chịu vô cùng. Thất sinh thừa cơ nói, hoa Chí tôn, chúng ta vốn là đồng liêu, ngươi lại mang hắn đến đây có khác nào ngươi cũng hoài nghi ta. Hoa chính hồng lộ ra nụ cười lúng túng, sao có thể chứ? Ta đã sớm biết nhạc dương tử có lòng muốn làm loạn, hôm nay mang hắn đến chẳng qua là muốn xem hắn chơi chiêu gì mà thôi nhạc dương tử ngươi ngươi đáng bị tội gì nhạc dương tử bị công kích ngược nhạc dương tử hốt hoảng lùi về sau hắn cảm giác toàn trường đều đang nhắm vào mình ánh mắt lướt qua đám người hắn đột nhiên nhìn về phía ngân giáp vệ từ đầu đến cuối đều đạm nhiên đứng ở một bên đầu óc xoay chuyển thật nhanh nhạc dương tử lập tức chỉ tay vào ngân giáp vệ nói là hắn hắn mới là tư vô nhai mặc kệ có phải hay không, cứ nói thế trước đã, dù sao tình hình cũng không thể tệ hơn được. Hửm, thất sinh nhướng mày nói, đã đến nước này mà còn dám mạnh miệng. Nhạc dương tử cắn răng nói, chỉ là một tên ngân giáp vệ sao lại có tu vi cao thâm như vậy. Nếu ta đoán không sai thì hắn chính là trí tôn. Ngân giáp vệ cấp trí tôn. Điều này khiến đám người không thể tưởng tượng nổi. Trước đó ba vị đại đế và thập điện đều cảm thấy kỳ quái, cao thủ tu hành bậc này lại tình nguyện làm một tên ngân giáp vệ đúng là khó hiểu. Tư Vô Nhai, ngươi cho rằng ngươi che giấu được bí mật này. Suýt chút nữa mọi người đã bị ngươi lừa gạt." Nhạc Dương Tử lớn tiếng nói. Một chút phong phạm cao thủ cũng không còn. Thất Sinh trầm giọng nói, Hoa Chí Tôn, còn không mau áp giải loại người vô lại này đi chịu phạt. Chột dạ. Hắn chột dạ rồi, hắn nhất định chính là Tư Vô Nhai." Nhạc Dương Tử cắn chết không tha kiểu nói này của thất sinh khiến đám người có vẻ nghi hoặc thất sinh lại nói sự thật đã rõ ràng ngân giáp vệ bắt hắn lại tên ngân giáp vệ kia khẽ gật đầu vâng toàn thân hắn hóa thành một đạo lưu tinh vọt tới trước mặt nhạc dương tử tốc độ và lực lượng đều mạnh hơn trước đó ba phần nhạc dương tử cả kinh liên tiếp lùi về phía sau ngay khi ngân giáp vệ sắp chạm vào nhạc dương tử hoa chính hồng đột nhiên gọi ra hồng liên oanh hồng liên hiện ra giữa hai người ngăn chặn đòn tấn công của ngân giáp vệ. Có phạt cũng là do bản trí tôn phạt hắn. Hoa chính hồng cảm nhận được lực lượng của ngân giáp vệ, lòng sinh kinh ngạc, lộ ra gương mặt của người. Dưới chân hoa chính hồng sinh liên tọa, 12 mảnh liên diệp đều nở rộ, năng lượng cường hoành va chạm với ngân giáp vệ. ầm ầm, không gian vân trung vực rung động kịch liệt. Ngân giáp vệ lăng không xoay chuyển. Hai tay giang rộng kéo không gian trở nên vặn vẹo, trên hai bàn tay xuất hiện ngọn lửa lóe lên rồi biến mất hắn bay lùi về sau trăm mét mới ngừng lại. Toàn trường rơi vào yên tĩnh, có thể ngăn cản một chiêu của hoa trí tôn, ngân giáp vệ này rất không đơn giản. Rắc, mũ giáp trên mặt ngân giáp vệ nứt ra. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Cho dù tu vi hắn kinh người nhưng vẫn kém hoa chính hồng ba phần. Hoa chính hồng và túy thiền là cao thủ cùng một cấp bậc, một trưởng vừa rồi thuần túy chỉ là để xem mặt ngân giáp vệ chứ không phải giết người. Mũ giáp nứt ra, đám người mở to mắt nhìn chỉ thấy ngân giáp vệ có gương mặt tang thương đôi mắt thâm thúy giữa hàng chân mày truyền ra cảm giác thê lương ngũ quan của hắn như vỏ cây khô héo mái tóc cáu bẩn dính bết lại đây nào phải người trẻ tuổi rõ ràng là một lão nhân đã trải qua vô số tang thương sắc mặt nhạc dương tử đại biến khi nhìn đến gương mặt ngân giáp vệ hắn không nói thêm một câu dư thừa nào vào một cái nhảy lên không trung thanh điểu hoa chính hồng lạnh lùng nói thật to gan dám vu oan hãm hại điện thủ thất sinh hoa chính hồng phóng lên chân trời, hồng liên nở rộ che khuất cả bầu trời. Đóa liên hoa cấp tốc vây quanh thanh điểu. Xuống đây, liên hoa như rồng cuốn đánh vào ngực nhạc dương tử. Nhạc dương tử phun ra máu tươi, rơi xuống đất. Hoa chính hồng lang lệ đánh ra một trưởng khiến nhạc dương tử kêu thảm một tiếng rồi ngất đi. Hai tu hành giả cấp tốc tiến tới trói buộc tu vi hắn. Hoa chính hồng nói, áp giải xuống, chờ xử lý. Vâng. Hoa chính hồng xử lý xong chuyện này lại chắp tay nói với thất sinh, điện thủ thất sinh, chuyện hôm nay có chút hiểu lầm, ta xin bồi tội với ngươi. Thất sinh cười nói, đều là chuyện nhỏ, hoa trí tôn khổ cực rồi. Hoa chính hồng nhìn về phía ngân giáp vệ, không ngờ đồ duy điện lại có một vị cao thủ như thế, hạnh ngộ. Thất sinh nói, vị này là bằng hữu tốt nhất của ta ở kim liên giới, trước kia sống nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ. Đời này hắn không muốn triển lộ tài năng, chỉ thích khiêm tốn mà sống, thế nhân không biết hắn chính là thiên tài nhất đẳng. Một trăm năm trước, hắn cùng ta đến tác ngạc lấy được thủ nhưỡng thái hư thành công bước vào cảnh giới trí tôn hoa trí tôn ngươi có hài lòng với lời giải thích này không hoa chính hồng đáp ta không có ý hoài nghi điện thủ thất sinh điện thủ hiểu lầm rồi anh hùng không hỏi xuất thân cho dù là ai thì cũng đều đang cố gắng giữ gìn cân bằng thái hư chuyện hôm nay dừng ở đây ta không quấy dày các vị nữa nói xong hoa chính hồng xoay người định rời đi đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền xuống một thanh âm, nói đến là đến, nói đi là đi. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Tại chân trời phía tây có một chiếc phi liễn đang chậm rãi lướt tới. Trên bong tàu có hai vị tu hành giả khí thế phi phàm đứng sóng vai nhìn về Vân Trung vực. Đám người ngẩng đầu nhìn lên không trung, người vừa lên tiếng là một trong hai tu hành giả kia. Có người tinh mắt nhận ra, kinh ngạc hô lên, Thượng Trưng Đại Đế. Đúng rồi, điện thủ chi tranh sao có thể thiếu Thượng Trưng Đại Đế được? thượng trương điện không có điện thủ, ta suýt chút nữa đã quên mất. Bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, thượng trương điện vẫn luôn do chính thượng trương đại đế làm chủ, phu nhân khổng quân hoa phụ tá, rất lâu rồi chưa có vị điện thủ nào xuất hiện. Người bên cạnh là ai? Không biết, đám người lắc đầu. Có thể đứng cùng thượng trương đại đế sao lại là nhân vật đơn giản được. Các đệ tử ma thiên các ngẩng đầu nhìn lên. Thị lực bọn hắn không kém, vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia đã giật mình thầm hô, sư phụ sư phụ tại sao lại đến đây? Hoa chính hồng cau mày nhìn chằm chằm vào hai người. Nàng ta nhận ra thượng trưng đại đế, nhưng người bên cạnh hoàn toàn không quen biết. Có điều nàng ta có thể cảm nhận được khí thế bất phàm toát ra từ người này. Hoa chính hồng không lưu lại. Nàng ta đại biểu cho thánh điện, dù là thượng trưng đại đế đích thân tới cũng không thể ra lệnh cho hoa chính hồng. Hoa chính hồng tự biết mình đuối lý, nhưng thấy thượng trương xuất hiện, nàng ta lại càng không muốn dây dưa. Mũi chân điểm nhẹ, hoa chính hồng bay lên không trung bản chí tôn còn phải trở về thánh điện phục mệnh thứ cho không thể phụng bồi chính lúc này một đạo quang luân từ trên trời giáng xuống người ra tay không phải thượng trương mà là tu hành giả đứng bên cạnh thượng trương thiên luân chiếu dọi đại địa dùng lực lượng cường hoành áp chế hoa chính hồng hoa chính hồng biến sắc nâng tay đón đỡ oanh hai cỗ lực lượng đụng nhau tạo ra gợn sóng kéo dài trăm dặm hoa chính hồng xoay người nhìn về phía phi liễn trầm giọng nói thượng trương đại đế ngươi làm vậy là có ý gì? Phi liễn vẫn không ngừng đến gần. Trên phi liễn truyền ra giọng nói như kinh lôi, ngươi xem lời lão phu là gió thoảng bên tai. Trên phi liễn, sau khi thượng trương đại đế rời khỏi huyền giặc đã dẫn theo Diên Nhi trở về thượng trương. Ý của Lục Châu là muốn để Diên Nhi làm điện thủ thượng trương điện. Bởi vì Hải Loa cũng muốn tham gia điện thủ chi tranh, Lục Châu vốn định để Hải Loa và trường Hợp tới trước, nhưng lại vì chuyện của vô thần luận giáo hội mà trễ nải sự tình nên đến chậm thừa dịp phi liễn đang đến gần vân trung vực thượng trương đại đế nói vô thần luận giáo hội xuất hiện lục châu hỏi bọn hắn ở đâu thái hư quá lớn muốn tìm được bọn hắn gian nan vô cùng nghe nói bọn hắn vẫn luôn ở thánh vực thánh vực phương viên vạn dặm xung quanh thánh điện chính là thánh vực thượng trương khẽ thở dài đây chính là nơi phồn hoa nhất thái hư thậm chí là phồn hoa nhất tu hành giới minh tâm không quản lục châu nghi hoặc hỏi minh tâm đại đế rất ít khi hỏi đến chuyện thế sự Thượng Trương nói, hơn nữa vô thần luận giáo hội luôn đối kháng với thập điện, đây là điều mà hắn muốn nhìn thấy. Thập điện đương nhiên phồn hoa, nhưng so sánh với thánh điện thì quá chênh lệch. Điểm này Lục Châu cũng hiểu, huyền giặc điện chỉ chiếm đất có mấy ngàn dặm, các điện khác cũng tương tự như thế, nhưng so sánh với thái hư thì chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Chỉ cần nhìn bí ẩn chi địa đã biết thái hư rộng lớn cỡ nào. Đến rồi, Thượng Trương Đại Đế nói, soạt, phi liễn tiến vào vân trung vực rồi dừng lại ở biên giới trên không trung diên nhi và hải loa bước ra bong tàu nhìn xuống phía dưới lục châu gật đầu nói tạm thời đừng nói chuyện vô thần luận giáo hội nữa được phi liễn hạ thấp độ cao xuống ngang bằng với phi liễn của ba vị đại đế đám tu hành giả bên dưới đồng thời khom người bái kiến thượng trương đại đế thượng trương vung tay áo miễn lễ đám người nhìn về phía lục châu người vừa ra tay ngăn hoa chính hồng rời đi rõ ràng có tu vi rất cường đại xích đế mở miệng nói thượng trương ngươi sớm không tới muộn không tới lại đợi lúc này mới tới là vì sợ người của ngươi bị thua thiệt sao thượng trương đáp bị một việc nhỏ gây chỉ hoãn bản đế sao có thể từ bỏ điện thủ chi tranh thanh đế nhìn về phía lục châu tán thưởng nói sao không giới thiệu vị cường giả có thể giao thủ với hoa trí tôn cho mọi người biết một chút không cần lục châu lên tiếng hư ảnh lóe lên xuất hiện giữa vân trung vực lục châu nhìn chằm chằm vào hoa chính hồng thản nhiên nói Lão phu chính là chủ nhân Ma Thiên Các. Nghe vậy, đám người đều cả kinh, đặc biệt là Nhạc Dương Tử trước đó đã nói xấu Ma Thiên Các. Hắn tìm hung thủ sát hại Nhạc Kỳ lâu như vậy, không ngờ đối phương lại tự tìm tới cửa. Hắn chính là chủ nhân Ma Thiên Các. Không ngờ tu vi hắn lại cao như thế. Hôm nay điện thủ chi tranh thật là náo nhiệt. Hoa Chính Hồng nghiêm túc nhíu mày, vừa rồi giao thủ khiến trong lòng nàng ta không quá vui sướng, bèn mở miệng nói, vì sao lại ngăn ta Lục Châu Đạm Mạc nhìn thoáng qua Nhạc Dương Tử, lại nhìn Thanh Đế, Xích Đế và Bạch Đế rồi nói, "Ngươi và Nhạc Dương Tử nói xấu ma thiên các, chẳng lẽ lão phu không dám lên tiếng biện bạch?" Đó là việc của Nhạc Dương Tử, chuyện này chẳng qua chỉ là hiểu lầm." Hoa Chính Hồng đáp, "Ngươi nói cái gì thì là cái đó?" Lục Châu trầm giọng hỏi. Hoa Chính Hồng không rõ vì sao người trước mặt lại có địch ý với mình lớn đến thế, cho dù nàng và Nhạc Dương Tử có chút quá phận nhưng nàng vẫn là tứ đại trí tôn của thánh điện ba vị đại đế còn không làm khó dễ nàng, người này dựa vào cái gì lại cao giọng như thế. Ngươi là một trong tứ đại trí tôn, lý ra nên làm gương tốt cho mọi người trong thiên hạ. Nếu ma thiên các đã được giải oan, vậy ngươi và nhạc dương tử có phải nên chịu trừng phạt không? Lục Châu nói. Hửm, hoa chính hồng nhướng mày. Lục Châu lại đề cao âm điệu, chẳng lẽ ngươi ỉ mình là trí tôn của thánh điện thì có thể được miễn trừ hết thảy tội lỗi và trừng phạt. Đám tu hành giả bên dưới xôn xao một mảnh đa số mọi người đều đồng ý với cách nói này. Đại khái bởi vì đều là tầng dưới chót nên bọn hắn cảm thấy chán ghét hành động của Hoa Chính Hồng. Một người hai người không dám lên án, nhưng khi tất cả mọi người đồng thời lên án thì giọng ai cũng tự giác to hơn trước. Đại đế từng nói trí tôn phạm pháp cũng cùng tội như dân. Đây là quy củ của Thái Hư. Đúng vậy, nếu trí tôn không bị ước thúc, vậy tu hành giả khắp thiên hạ đều có thể đi bắt nạt kẻ yếu thế rồi. Bạch đế cũng lên tiếng, hoa trí tôn, bản đế cảm thấy hắn nói có lý. Ngươi là một trong tứ đại trí tôn của Thánh Điện, phạm sai lầm thì không nên trốn tránh mà phải làm gương cho mọi người, nếu không thiên hạ làm sao chịu phục. Có một số quy tắc chỉ có thể vụng trộm làm, một khi bị đưa ra ánh sáng thì không thể tiếp tục như thế. Đều là lão hồ ly sống từng này tuổi, có ai mà không hiểu. Chỉ là, phải xem thời cơ ra sao. Trong trường hợp này, rõ ràng là lục châu chiếm lý. Trong lòng hoa chính hồng có chút giận dữ nhưng chỉ có thể nhịn xuống, nàng ta chắp tay nói, ta và nhạc dương tử nguyện ý nói xin lỗi với ma thiên các. Nếu nói xin lỗi mà hữu dụng thì cần thập điện để làm gì? Vậy ngươi muốn làm sao? Tiếp ba trưởng của lão phu, chuyện này coi như xong. Lục Châu trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lục Châu. Bọn hắn ngoài miệng đòi công đạo nhưng sao thật sự dám bắt trí tôn của Thánh Điện trả giá đại giới. Một trăm ngàn năm qua, người muốn gây hấn với Thánh Điện đều có kết cục rất thảm rốt cuộc người này dựa vào cái gì mà tự tin như thế được hoa chính hồng gật đầu nơi này có nhiều tiền bối như vậy hoa chính hồng không thể không tuân theo quy củ thái hư có sai đương nhiên phải chịu phạt sau đó lấy lại mặt mũi cũng không muộn muốn làm đại sự không được câu nệ tiểu tiết lục châu nhìn về phía ba vị đại đế có bọn hắn ở đây lục châu cảm thấy an tâm hơn không ít nói theo một cách nào đó thì trong việc ma thần vẫn lạc mấy đại đế này cũng là người bị hại tuy lập trường của bọn hắn chưa chắc giống với ma thần, nhưng trong một trăm ngàn năm qua Thái Hư cũng không dung được bọn hắn. Từ điểm này có thể thấy được thủ đoạn của Minh Tâm cường đại hơn trong tưởng tượng của Lục Châu nhiều. Hoa Chính Hồng đi ra giữa sân ra hiệu, mời. Lục Châu không vội vàng động thủ mà nhìn khắp bốn phía rồi nói, trước khi đánh ra ba trường, Lão Phu phải nhắc nhở ngươi một câu. Mời nói, trên đời này, phàm là người giao thủ với Lão Phu đều không có kết cục tốt. Ba trưởng qua đi, sinh tử bất luận vân trung vực có rất nhiều đại lão ở trước mặt mọi người nói ra lời này rõ ràng là rất phách lối cuồng vọng không xem ba vị đại đế ra gì nghe được lời này thanh đế đứng ở đằng xa không khỏi lắc đầu thấp giọng hỏi sư phụ của các ngươi vẫn luôn như thế này sao vu chính hải và ngô thượng nhung gặp lại sư phụ tâm tình cũng rất kích động nhưng trong trường hợp này bọn hắn không thể không đè nén tâm tình của mình vu chính hải gật đầu đáp vẫn luôn là thế thanh đế cười ha hà nói vậy hắn không bị người ta đánh nằm một chỗ đã là may mắn vô cùng rồi việc này vu chính hải nghiêm túc nói câu này của gia sư là thật không người nào ăn trưởng của gia sư mà có kết cục tốt cả Ngu thượng nhung bổ sung thêm một câu rất nhiều cường giả tự cho mình là siêu phàm đều bị một trưởng mất mạng thanh đế có thể không tin lời người khác nhưng tuyệt đối tin tưởng hai người này đồ đệ nói về sư phụ sao có thể là lời dối trá liên tưởng lại lần giao thủ trước trong lòng hắn đột nhiên lộp bộp một tiếng nhân vật như vậy vì sao đến bây giờ mới xuất hiện ở thái hư hoa chính hồng nghe lục châu nói câu này chỉ cười cười không cho là đúng nàng là một trong tứ đại trí tôn dù đại đế ra tay thì nàng cũng có lực lượng kháng cự hú chi người trước mặt không có vẻ gì là đại đế cả nếu các hạ thật sự có tu vi như thế thì ta cũng muốn lĩnh giáo một lần như lời ngươi nói mặc kệ kết quả thế nào ta cũng tự chịu trách nhiệm hoa chính hồng nói trong mắt lục châu không chỉ có ngọn lửa phẫn nộ mà còn có lực lượng kinh tâm động phách vù lục châu bay lên không trung tay vươn lên trời lực lượng nguyên khí giữa thiên địa cấp tốc hội tụ vào lòng bàn tay hắn trường ấn còn chưa thành hình đám người đã cảm nhận được sự cường đại của nó vội vàng lùi thật nhanh ra xa ngàn mét để tránh bị ngộ thương ba vị đại đế thượng trương và thập điện vẫn đứng yên tại chỗ quan sát từng đạo hộ thuẫn xuất hiện bao bọc lấy mấy chiếc phi liễn thanh đế ngẩng đầu nhìn lục châu thầm nghĩ Hắn lại mạnh hơn trước rồi. Loại cường đại này không đơn giản chỉ là tăng phúc mà giống như trong vòng một đêm biến thành người khác, là một loại khác biệt về chất. Sắc mặt Hoa Chính Hồng biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mạnh như vậy. Lục Châu tụ lực xong, trưởng ấn lật ngược giáng xuống, ngũ chỉ Như Sơn, trưởng thứ nhất, đại thành nhược huyết. Đây là thần thông của Phật gia, trưởng ấn từ nhỏ biến lớn, kim quang lóng lánh bao trùm lấy Hoa Chính Hồng. Không ai dám xem nhẹ trưởng ấn này ngược lại còn cảm thấy bên trong ẩn chứa lực lượng như muốn rời non lấp biển. Hoa chính hồng nâng tay gọi ra tinh bàn, lại đánh thêm mấy đạo quang ấn chồng chất lên nhau tạo thành tầng phòng ngự dày đặc. Choang choang choang, hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra lực lượng cùng bạo bắn ra từ phía. Không gian bị xoắn nát, không khí bị nghiền ép, nguyên khí văng xa. Lực lượng cường hoành khiến mấy chiếc phi liễn đã được phòng bị đầy đủ cũng phải vang lên âm thanh kẽo kẹt. Đám tu hành giả đứng xa ngàn mét vội vàng gọi ra pháp thân, một số người yếu ớt bị chấn bay ra ngoài cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn quan tâm đến bể cá mini có thể tham quan gian hàng shopee của mình nhé